hay chữ quả và phúc mới nhìn hết sức na ná. Đó chính là chỉ dạy chúng ta là quả hay là tước. Trên thực tế chính là ý niệm trong lòng khác biệt một chút chút. Nếu ý niệm này là đại công vô tư, là vì tất cả chúng sanh, bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác là phước. Nếu là tự tư tự lợi, nhất là tổn người lợi mình, điều đó bất kể bạn làm chuyện gì cũng là họa chứ không phải là phước. Hôm qua có vị cư sĩ kể chuyện cho tôi, câu chuyện này là thật. Ở miền Trung Đài Loan có một lão nông trồng ruộng, ông bán rau, rau tự ăn không có thuốc trừ sâu, rau bán cho người khác đều dùng thuốc trừ sâu rất nặng. Tự mình biết thuốc trừ sâu có kịch độc, không thể ăn, ông bán cho người khác ăn. Phàm là rau có thuốc trừ sâu nhất định là đều rất bắt mắt. Rau không có thuốc trừ sâu thì bị sâu ăn. Thuốc trừ sâu ngày đầu tiên phun rất nặng, ngày hôm sau ông đã đem ra thị trường bán rồi, không sợ người khác trúng độc, không sợ người khác toi mạng. Có một hôm ông ra thị trường để mua rau gặp phải tai nạn, bị xe lửa cán chết. Hành vi như vậy ở trong xã hội ngày nay rất nhiều rất nhiều, chính là mưu tài hại mạng mà cổ nhân Trung Hoa thường nói. Bạn muốn một chút tiền tài của người ta mà bạn làm mất mạng luôn người ta, nhất là bán thuốc giả càng ghê gớm hơn. Đó là các đồng học kể ra, đó đều là sự thật. Cho dù nói là một sự trùng hợp, trên thực tế chúng ta nói là báo ứng. Cổ đức thường nói, không phải không báo mà thời giờ chưa đến thôi. Ngày ngày làm việc thẹn với lòng, khi thời giờ đến rồi bạn không tránh khỏi họa. Chúng ta không thể không biết, không thể không cảnh giác, không thể làm chuyện thẹn lòng cho người. Đại chúng xã hội hiện nay chỉ biết cái lợi nhỏ trước mắt, đích thực là lợi nhỏ như con ruồi. Mà tạo tội nghiệp cực nặng, đến khi quả báo hiện tiền, hối hận thì chẳng kịp nữa. Có người tại thế gian phải làm một người có nghĩa,
Đạo Phật.